Thưa quý vị, từ chiều 22 tháng 3, người dân xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện hiện tượng nước biển bất thường khi có nhiều phần lợn cợn tựa bã nhờn và không hòa tan tại khu vực vùng biển Cảnh Dương và Bình An, thường gọi chung là biển Chân Mây. Theo ghi nhận thực tế của phóng viên báo Thanh Niên, nước biển đục chủ yếu xuất hiện tại vùng biển Chân Mây thuộc xã Lộc Vĩnh trên chiều dài 5-6 km từ khu vực biển Mũi Giữa kéo sang khu vực biển Cảnh Dương. Nước biển vùng này chứa các thành phần cô đặc lợn cợn, tựa bã nhờn và không hòa tan. Đến ngày 23 tháng 3, mức độ đục ở vùng biển này lại trở nên nặng hơn và lan rộng. Chiều mà nó lên là nước trong, mà theo dân địa phương nói là theo cái dân địa phương nói là nước trong như mặt mèo. Nhưng mà bây giờ đó, nước nó đỏ toàn bộ luôn, hết. Cả một cái bình ni là ngày xưa gọi là bến Ôn Công và bây giờ gọi là cảng Chân Mây đó, cho nên yêu cầu cái nhà chức trách, nhờ nhà chức trách tất cả mọi về mà xem xét lại, cả chết hết. Bây giờ người ở đây họ không nhầm xuống nước nữa, bởi vì tôi ở đây tôi lớn lên và sinh ra và lớn lên ở đây, tôi gần 50 tuổi rồi làm biển ở đây, nhưng mà cái hiện tượng đi là tôi chưa từng thấy lần đầu. Cái hiện tượng thì nói chung về mặt tâm lý mà nói đến xôn xao thì khi sáng chứ ai không xôn xao. Về cái kinh tế thì nói chung không cần thiết, nhưng mà về cái sức khỏe con người là họ thấy một cái tinh thần là hỗn loạn. Tôi thấy theo cái nó vì cái nước mà bất thường mà quá lá đi mà hiện tượng lôi xuống nước này là ngứa. Ngứa có nhiều không ạ? Có ghẹ lở hay là có không? Lở chưa, cái này thì chưa biết, nhưng mà lôi xuống là ngứa. Cái sáng nhiều người lôi xuống là ngứa hết. Thì bây giờ chưa phát hiện là cái nước này nó ra khoảng 7 hải lý từ bờ ra, mà chiều rộng của hắn là nằm từ khu vực vịnh cảng Chân Mây Đông và Chân Mây Tây về thấu dưới ngang, gọi là có bao bọc của Chân Mây Đông. Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, chi cục trưởng chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị này đã lấy mẫu nước và mẫu tảo tại khu vực biển Chân Mây để tiến hành kiểm nghiệm. Dự kiến kết quả kiểm nghiệm sẽ có trong 3-5 ngày tới. Kính mời quý vị truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.